Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Vậy chứ Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Ở video này thì Khải muốn show cho anh em một cái cao thủ thiên nhãn. Khá là lâu rồi, Khải muốn show cho đồ cho anh em xem. Mặc nhiều trận đấu kim Khải không thấy ở khu vực này nè, nên là Khải không show được. Hôm nay thì khá may mắn vì anh ta được top 4, Khải top 5. Thì đây, Khải vừa thấy thì nhìn thì chắc chắn là thiên nhãn nha anh em. Vừa rồi Khải thấy có cái dòng đỏ trên đầu thì chắc là đây này, thằng nghĩ chắc thiên nhẫn thằng võ đan gì đây ta, ngài hỏi từ thiên nhẫn hay võ đan này đợi tới thiên nhẫn hay võ đan vậy đó, hỏi cho chắc nè, chứ còn mình suy nghĩ thì đâm ra nó mất hay được rồi, tứ hải hay ai hình đỡ được rồi. Thiên nhẫn đây, thiên nhẫn anh em ơi, thiên nhẫn 103 cấp đó, đó thiên nhẫn nha anh em, thiên nhẫn nha anh em, xem tiếp tục đấy. Vừa rồi Khải soi cho anh em xem này, chắc chắn là môn phái thiên nhẫn này. Ở server này không được đổi phái nha anh em, đó cấp 103. Đợt này cũng đánh khá nhiều trận, Khải thấy lên top tống kim anh em. Nên là hôm nay Khải soi anh em xem, đây là những cầu thủ tống kim khá là sôi nổi và nổi tiếng tại thời điểm hiện tại bây giờ. Server đã open được hơn 2 tháng 10 ngày rồi anh em. Đây, đầu tiên thì một cái nón 30 kháng lôi, nội lực, nói cho mình nội lực và vũ khí, nói cho mình nội lực 30. Hiện tại hai cây vũ khí, ui cây vũ khí là tiền không anh em. Cây vũ khí này chắc no một server rồi, lần đầu tiên server có một cây này luôn. Chưa thấy cây thứ hai nha anh em. Khải chưa thấy và cả server cũng ít thấy lắm anh em ơi. Những hàng mắt như thế này rất là hiếm. Đó, nón hoài, xếp đồ đẹp vậy. Gia truyền kháng cảm 10, họ thủy, kháng họ và chón 20. Áo, kháng họ chón. Đó, đi với đai lưng, kim, nhẫn kim. Hiện tại có cho mình là 40 chón, bao tay chón 30, hiện tại 70 chón. Và hiện tại xếp đồ này có cho mình 90 chón anh em, 90 chón và full kháng họ. Full kháng họ này và full kháng lôi. Kháng lôi này em, kháng lôi 30 này, 30 này là 60 này, gia truyền là 70. Đó. Rồi còn kháng họ này, kháng họ từ gia truyền 10 này. Áo 17 này, 27. Bao tay 24 là 51. 51 và lại cái này 20 là tính ra được 51 rồi, cái này là 71, 71 với kháng cả 10 nữa là kháng họ 81 nè. Kháng họ 81 và kháng lôi 70. Tự tính ra set đồ này, ông này build set đồ này chuẩn đó nè. Không có làm chậm thôi. Nhưng mà set đồ này khá là ok đấy. Ông chơi cái hướng là 90 chón anh em. 90 chón. 90 chón và full 85 81 kháng hỏa, full 75 rồi. Full 75 kháng hỏa rồi. Full 75 kháng hỏa anh em. Với lại 70 kháng lôi. Chung là thiên nhẫn đi set đồ này thì gọi là quá ok rồi anh em. Không đi theo làm chậm luôn. Không bó, không một món nó làm chậm luôn. Đó. 3 món kim, 4 món kim. 4 món kim, 4 món thủy và 2 món mộc nè. Đó. 4 món kim, 4 món thủy. Đó. Đi với 2 món mộc khá là hợp lý. Chung set đồ này thiên nhẫn thì đánh tầm này là quá đẹp rồi nè. Ok, nói chung thì anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho Tứ Hải Giai Huynh đỡ một like cũng như ủng hộ Khải một like chia sẻ nè mọi. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Anh em muốn comment theo dõi set đồ của ai thì anh em cứ comment bên dưới nha nè.